Vâng, năm 2013 là một năm cộng đồng người Việt Nam thành phố Kega được đánh giá rất cao về các hoạt động văn hóa dân tộc cổ truyền để duy trì và bảo tồn nền văn hóa phi vật thể trên đất nước sở tại. Thành phố Kega của chúng ta hôm nay sẽ dẫn tất cả chúng ta có mặt những người đông đủ về với quê hương đất Việt, về với giải đất hình chữ S để tận hưởng một đêm Tết trông trăng đầy sắc khí như bài hát Rước Đèn Ông Sao do toàn bộ các cháu thanh thiếu niên nhi đồng hôm nay đã thực hiện. Đã khẳng định được các con cháu của chúng ta đang được đắm mình trong ánh trăng to, sáng và đẹp nhất trong năm. Rộn ràng, thôi thúc là những hồi trống, vang dội, uốn khúc lượn vòng là những chú lân, tăng thêm đa sắc màu là những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ông sao. Bên trong câu lạc bộ là mâm quả cầu kỳ, đa sắc màu. Cộng hưởng vào đó là tiếng hò reo, vỗ tay, ca hát của các con cháu đã tạo lên một bầu không khí tưng bừng và náo nhiệt như giữa lòng đất mẹ yêu dấu. Tôi xin trân trọng kính mời ông Chủ tịch Hội Nguyễn Chính Đức lên khai mạc và tổ chức Tết Trung Thu cho cộng đồng thành phố Kega. Kính thưa các vị quý khách, thưa toàn thể bà con, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Kega và các vùng lân cận. Sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Có cứ đến hẹn lại lên. Hôm nay chúng ta lại tập trung đông vui tại đây để tổ chức liên hoan Tết Trung Thu cho các cháu thanh thiếu niên. Wie jedes Jahr ist auch heute wieder der Tag gekommen, an dem wir uns versammelt haben, um das Mondfest zu feiern. Trước hết, thay mặt cho các ông bà, các bác, các cô, các chú trong hội người Việt Nam, bác chúc cho các cháu luôn luôn vui tươi, khỏe mạnh, luôn luôn là con ngoan của gia đình, trò giỏi của nhà trường để sau này trở thành những người có ích cho xã hội cũng như có tương lai tốt đẹp cho bản thân mình. Stellvertretend für den vietnamesischen Verein der Stadt Gera und Umgebung wünschen wir den Kindern alles Gute, viel Gesundheit, immer gute Noten in der Schule, dass sie immer auf ihre Eltern hören und im späteren Leben ein Mensch werden, der etwas Gutes in der Gesellschaft leisten kann. Cũng nhân đây, thay mặt cho Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại thành phố Kega, tôi xin kính chúc các vị quý khách cùng toàn thể bà con luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống. Auch wünschen wir den hier anwesenden Gästen alles Gute, viel Gesundheit und Glück. Chúc cho buổi liên hoan của chúng ta hôm nay thật đầm ấm và vui vẻ. Auf das dieses Fest ereignisreich und unvergesslich wird. Xin chân thành cảm ơn. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.